Các bác nhé, hôm nay em lại về đầu 635D khuôn thùng xốp, lại có hàng nhé. Đầu 635D khuôn thùng xốp em lại có hàng nhé. Các bác có nhu cầu sưu tầm cho mình một bộ xem phong mã hàng đẹp thì liên hệ với em nhé. Em có đầy đủ loa 99 này và âm ly san xui 9090 này, âm ly 5000X này. Toàn hàng đẹp xuất sắc nhé. Các bác thích sưu tầm hàng đẹp thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại là 0938 655 445. Và số này là em dùng Zalo nhé. Với một số là 0916 558 568. Và em xin chào các bác.